Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Quả Mi của em nhé. Các bác ơi, bây giờ nó rất là tối rồi, em làm cái video này lên để chia sẻ với mọi người về cách dùng khoáng ở bên em của anh em. Thì các bác cũng có thể thấy là trong cái thời gian này, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 27 tháng 4. Thì bên em đang có chương trình là anh em mua cám thì bên em sẽ tặng cho anh em một ít khoáng. Thì đây là cái gói khoáng ở đây các bác này. Đấy, đây là gói khoáng anh em nhé. Và có rất là nhiều anh em hỏi em về cách sử dụng, thì hôm nay em sẽ lên chia sẻ với các bác về cách sử dụng gói khoáng này. Thì em cũng xin chia sẻ với mọi người là bên em hiện tại bây giờ đang có chương trình khuyến mại là anh em mua từ 1kg cám như thế này đổ lên, bất cứ các loại cám, có thể cám mũi, cám chiếu, cám chè than, chè lửa hoặc cám chảo màu các bác nhá, thì bên em sẽ tặng bác một gói khoáng như này, một gói khoáng như thế này để về anh em trộn cho chim. Cái khoáng này thì có tác dụng gì mà em lại tặng các bác? Bởi vì nói thật sự bác là cái khoáng này là một cái loại rất là tốt cho chim cảnh các bác nhé. Bởi vì là trong cái quá trình nuôi nhốt lâu ấy thì chú chim của chúng ta sẽ bị thiếu khoáng, thiếu canxi và thiếu các loại chất. Thì gần như là cái khoáng này nó đã bổ sung cho những con chú chim của anh em để ổn định hơn, về tốt hơn các bác nhé. Và đặc biệt là anh em mà nuôi chim lâu dài ấy, thì có những chú chim mà nó bị đau chân ấy, đau chân mà không phải là đau chân do ví dụ như là bị va đập hay như nào đấy, mà chú chim tự nhiên nó bị tê chân hay đau chân ấy, thì anh em dùng cái này sẽ hết các bác nhá, nó sẽ bổ sung lại. Và thứ hai là cái con chim của anh em như cái móng mỏ của nó thường là nó hay dài ra ấy, thì anh em cũng sử dụng cái khoáng này nữa cũng rất là ok các bác. Và tiếp theo là một phần là có những con chim nhá, cái này tỷ lệ nó khoảng tầm 70-80% thôi, có những con nó vẫn không bị được, những con chim mà bị cắn lông đuôi ấy và cắn cái lông cánh ấy, thì anh em cũng sử dụng cái khoáng này và nó sẽ hạn chế được cái phần nào đó các bác nhá. Anh em yên tâm là có những con khỏi 100% nhé. Đó. Thì bây giờ em sẽ xin phép là chia sẻ với các bác là cách dùng cái khoáng này như nào các bác nhé. Cách dùng cái khoáng như nào thì anh em mua một cám về, thì bất cứ một loại cám nào trừ cám tổng hợp thì có hai gói thôi, còn bất cứ một loại cám nào ấy thì bên em đều đóng gói trong kiểu 5 gói như này. 5 gói như này, mỗi gói 200g, 5 gói thì sẽ là 1 cân đúng không các bác? Thì anh em chú ý là vì sao em cũng nói luôn là vì sao bên em lại đóng gói 5 gói, bởi vì để cho anh em dùng cho nó dễ. Thứ nhất là anh em về anh em có thể là anh em dùng anh em mua 1 cân về đúng không, anh em có 5 gói này thì anh em bóc từng gói ra một để anh em dùng dần, tránh tình trạng anh em bóc hết một loạt ra để anh em đổ vào hộp thì nó sẽ bị nhanh ỉu hơn và nó sẽ không tốt bằng mình dùng từng gói một coi nhá. Thì cách dùng như sau, thì cái việc đầu tiên là anh em lấy cho em một cái hộp không như này các bác nhá, một hộp không như này hoặc hộp đang đựng cám kìa, em mới lấy anh thìa sữa chua kìa. Đấy, và cái thứ hai là anh em bóc một gói cám này ra cho em, bóc một gói cám này ra như này các bác nhá, bóc một gói cám này ra và anh em đây anh em sẽ đổ nó ra này. Cái gói cám này là gói cám chè than số 1 nhá. Anh em ăn căn làm sao mà đổ căn làm sao mà anh em đổ một lửa vào đây này. Đó, các bác đổ một lửa gói vào cái cống như này thôi. Đó, và cái cách sử dụng rất là đơn giản, đổ một lửa gói vào. Và các bác cái khoáng này anh em dùng được rất là nhiều, một túi này anh em dùng được rất là nhiều, anh em hoàn toàn yên tâm. Đó, các bác dùng cái thìa sữa chua này nhá, hoặc là các bác dùng có thể dùng tay được, các bác múc cho em áng áng thôi. Đây, tầm một thìa như này các bác nhá, tầm một thìa như này hoặc ít hơn cũng được, các bác không sao cả. Này còn rất là nhiều này các bác này. Và các bác tiến hành các bác đổ trực tiếp vào đây cho em. Đổ trực tiếp vào đây nhá. Đấy, đổ đây. Đó, đổ vào. Đổ vào như này nhá. Rồi sau đó các bác tiến hành các bác đậy lắp vào. Và các bác lắc đều lên. Anh em lắc đều như này nhá. Đấy, chỉ cần lắc như này thôi. Thì cái cám này nó được bên em cái khoáng này nó được bên em xử lý rất là mịn rồi, mịn tơi luôn các bác. Các bác chỉ cần lắc nhẹ như vậy thôi là hạt cám nó đã dính đều tất cả khoáng vào đây rồi. Đây các bác nhìn này. Đó. Đấy các bác nhìn là cái hạt cám nó đã được dính khoáng nha các bác nhá. Đây còn hạt cám mà chưa được dính khoáng là như này. Nó sẽ đen như này. Đấy các bác có thể sử dụng đấy. Đấy các bác thấy chưa? Đây là hạt cám chưa dính khoáng. Và đây là hạt cám đã dính khoáng rồi. Thì cái phần này anh em lại dính vào. Đấy, dính vào miết như này, anh em cắt đi và cái phần này cho chim ăn. Thì như này nhá, thì cái khoáng này cho chim ăn bao nhiêu lâu thì là tốt và thời gian sử dụng như nào. Với những chú chim mà bị cắn lông đuôi thì các bác lên sử dụng cho em là gần như là cứ sử dụng thôi. Gần như sử dụng thường xuyên trong một thời gian nhất định, khoảng tầm có khi cả tháng trời ấy. Đấy, cả tháng trời ấy. Còn những chú chim mà gọi là mình muốn bổ sung cho nó ấy,
thì các bác dùng khoảng tầm cho em khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần. Nếu mà có thời gian các bác dùng 2 tuần thì các em cứ để đổ ra thôi. Cứ như này thôi, dùng xong các bác lại đổ vào và các bác đổ vào cống cám cho chim loan khoảng tầm 2 tuần thôi nhá. Là ok. Thì khoảng bao lâu thì ta dùng lại một lần? Thì nếu mà anh em dùng như này cứ khoảng tầm 3 tháng hoặc 2 tháng, 3 tháng anh em dùng lại một lần. Nó rất là tốt các bác nhá. Rất là tốt, yên tâm là anh em mà không bị ảnh hưởng gì đến chim đâu các bác nhá. Không bị ảnh hưởng đến chim. Còn cái cách thứ hai là các bác có thể pha nước. Pha nước cho chim uống. Pha nước cho chim uống thì cũng được thôi các bạn, nhưng mà nó thật sự với các bác làm khi mà các bác pha nước cho chim uống ấy thì nó rất là mất thời gian của các bác. Bởi vì sao? Bởi vì cái khóa là khi mà các bác hòa với nước nhá, nó chỉ có tác dụng trong khoảng 6 tiếng thôi. Nó chỉ có tác dụng trong 6 tiếng thôi, mà khi mà hòa xong ấy, nếu mà anh em hòa không đều ấy thì một thời gian là cái bột của cái khoáng là sẽ tự nó lắng hết xuống dưới cái đáy của cái cống nước thôi nhá. Nên là anh em chú ý cho em là theo kinh nghiệm của em thì là các bác lên dùng cái kiểu này thì anh em cứ khoa này căn một nửa gói này cho chim ăn khoảng tầm nửa tháng là hết. Thì hoặc nếu như nhà anh em là nhiều chim thì anh em có thể bỏ cả túi này vào, tùy từng anh em về mục đích sử dụng của anh em nhé. Còn cái này ấy, còn cái khoáng này anh em pha nước ấy thì cứ 6 tiếng các bác phải thay nước một lần, 6 tiếng phải thay nước một lần. Đấy thì trên đây là cái cách sử dụng cái khoáng dành cho chim cảnh các bác nhá. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Thì bên em đang có chương trình khuyến mại nhé, còn bác nào muốn mua lẻ thì bên em đang bán là 70.000 một gói này các bác nhé. Đây là đang trong quá trình mà gọi là tri ân cho tất cả mọi người thì bên em bán là đang khuyến mại, còn nếu mà không là sẽ bán là 70.000, bởi vì cái khoáng này nó khá là cao tiền đấy các bạn, nó không phải là đồ khuyến mại thông thường hay là như nào đâu ạ, đây là tri ân luôn. Đấy thì anh em nào có nhu cầu thì anh em ủng hộ em nhé các bác nhé. Trên đây là cái video chia sẻ với các bác là cách dùng khoáng thôi nhá, bổ sung những chú chim, và đặc biệt là những chú chim mà đang thay lông các bác cũng có thể dùng được nhá, có thể dùng xuyên suốt được. Thì bên em đang có những cái sản phẩm như cám mi, cám màu, cám trời lửa, trời than và cám tổng hợp các bác nhá. Anh em là có nhu cầu về cái sản phẩm cám gì thì anh em có thể ủng hộ cho em. Đây là những cái đơn hàng các bác này, đây là những cái đơn hàng đang đóng gửi cho khách, bây giờ khá là tối rồi, lát nữa anh shipper anh sẽ đến lấy. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ cái sản phẩm bên em nhé các bác nhá. Nói chung là được rất là nhiều anh em ủng hộ. Thì nếu anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể nhắn tin qua cho em theo số điện thoại là 0974648999 nhá. Và anh em là cần tư vấn về chim còi thì anh em cũng có thể nhắn qua đó. Còn anh em nào đang xem ở trên TikTok qua nhá, trên TikTok thì anh em có thể là click trực tiếp vào đường link dưới để mua những sản phẩm qua nhá. Anh em cứ nhớ cho em là anh em mua 1 cân này là bên em sẽ tặng các bác 1 gói khoáng qua nhá. Còn anh em muốn lấy 2 gói khoáng bên em cũng có tặng thôi, nhưng mà theo nghĩ thì 1 cân là thoải mái rồi, là để cho anh em dùng rồi. Còn bây giờ em xin phép là em đang quay thì có điện thoại. Còn bây giờ em xin phép thì dừng cái video ở đây đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ cái sản phẩm bên Hoạt Họa Mi nhé. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và chúc các bác mãi mãi đam mê thành công, cháy bỏng với lại những cái mình đang đam mê, chim cò chẳng hạn đấy. Chúc anh em chăm chim thật là tốt, đi thi thật là nhiều giải, và đặc biệt là những anh em nào hot nhà thì chúc cho anh em là chăm chim hot thật là nhiều nhé. Còn bây giờ xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau. Xin chào tất cả mọi người, bye bye các bác nha.